Hello, mình chào cả nhà nha. Ông lúc này ông giờ đất đặng gì, ông đắp cái nền bên đó nghe cả nhà. Đưa đất gì đó đã hơi là ổng ban phá mặt bằng cho đó nghe mọi người. Đất này nè, hồi xưa hồi đó là cái hầm nha, mọi người, cái ổng mới lấy xịn ngoài vuông á. Người ta mới bơm vô rồi ngay cái đằng xem đi á, ngay đó là đất nạc nha mọi người. Rồi giờ ổng mượn cho đó, ổng mượn đất giờ vô trong. Giờ trong là cái này là mình làm luôn cái hầm, mình thả cá luôn.